Nếu bạn đã từng bối rối khi nghe những câu hỏi sau, nếu tôi có thể lên mạng tự học lập trình web thì sao phải đi học công nghệ thông tin? Nếu tôi cũng có thể tự học về digital marketing rồi đi thực tập lấy kinh nghiệm thì sao cần phải đi học marketing ở trường đại học? Không cần học đại học đâu, đi làm lấy kinh nghiệm rồi lên quản lý, sau đó thuê mấy đứa học đại học và làm phụ tá cho mình, đơn giản vậy thôi, cần gì phải học đại học? Thì xin chúc mừng, bạn đang xem đúng video dành cho mình rồi đấy. Bởi vì trong video này chúng mình sẽ cùng đồng hành với bạn trả lời câu hỏi nếu có thể tự học bên ngoài thì có cần học đại học không? Qua bài viết có cái tên tương tự của tác giả Husky Wannafly đăng tải trên website Spiderroom của chúng mình nhé. Cụ thể để trả lời câu hỏi trên, chúng ta sẽ bắt đầu cùng với việc tại sao chúng ta cần học và sau đó xét trường hợp đại học. Xin lưu ý, video này sẽ tập trung vào mảng kinh doanh và nói chung về đại học chứ không chỉ đại học ở Việt Nam. Và nếu như bạn đang phân vân hay thậm chí đang định nghỉ đại học chỉ vì suy nghĩ trên thì hãy cùng theo dõi nhé. Đừng quên chúng mình có đặt link bài viết gốc ở phần mô tả của video. Đừng quên bấm vào để đọc thêm các bài viết hấp dẫn khác. Và bấm nút subscribe kênh để ủng hộ chúng mình nha. Các bạn chính là lý do mà chúng mình làm video này đấy. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu thôi. Bạn đã bao giờ tưởng tượng về một cuộc đời mà bản thân mình mong muốn chưa? Nếu đang muộn phiền bởi những suy nghĩ trên, thì cuốn sách này có thể sẽ giúp bạn giải đáp được phần nào. Chìm đắm vào những suy tư và chiêm nghiệm cuộc đời với Thư từ xứ con người ngay tại tủ sách nhà nhẹ nhé. Tư duy, từ khóa cần nhớ của việc học. Đầu tiên, quan điểm của tôi trong vấn đề này là vẫn cần học đại học, bởi vì những gì học ở trường rất bổ ích và tự học bên ngoài không thay thế được. Tại sao á? Hãy cùng bắt đầu bằng một ví dụ nhỏ nhỏ nhé. Chúng ta có Hằng là một học sinh cấp 3 và em đang ráng hoàn thành xong bài tập về nhà môn toán. Em phải làm rất nhiều bài tập về mảng đạo hàm, tích phân và lượng giác. Em mệt mỏi, em phát nản. Ngày nào cũng như ngày nào, em phải viết ra những ký tự Hy Lạp lạ lẫm ra giấy, nhớ các công thức dài dằng dặc, bấm máy tính liên hồi. Em mệt mỏi, em muốn gục ngã. Mẹ hỏi em ổn không và em nói: "Con không hiểu tại sao con phải học đạo hàm, tích phân. Mẹ, sau này có dùng mấy cái thứ này không?" Nếu mẹ em trả lời đúng chất Á Đông thì mẹ em sẽ nói: "Thôi ráng học đi con, học có cái bằng rồi sau này nó sướng." Còn nếu mẹ em muốn khích lệ em thì có thể bây giờ con thấy xa lạ, nhưng sau này sẽ có lúc con dùng, sẽ có lúc con thấy nó áp dụng trong cuộc sống. Nhưng rõ ràng câu trả lời này không thỏa mãn cho cả hai người, bởi vì bà mẹ biết bà chỉ đang nói vòng vo, còn cô bé thì hiển nhiên chẳng được khai sáng gì thêm. Vấn đề ở đây không phải là nền giáo dục Việt Nam đang dạy những thứ vô nghĩa, vấn đề chính là nền giáo dục này không dạy cho học sinh hiểu rằng rốt cục là học sinh đi học để làm gì. Chúng ta hay thường nhìn mọi thứ ngay trước mắt. Nếu nhắc tới môn sinh học thì ta sẽ biết đó là môn để hiểu về cơ thể người. Nếu nhắc tới môn hóa học thì đó là môn để hiểu về cấu tạo các hợp chất. Nếu là toán thì đó là để tính toán. Nhưng các môn học chỉ là các mục tiêu lẻ trong việc dạy học. Còn mục tiêu khác lớn hơn, rất quan trọng về lâu dài mà nền giáo dục cần giúp học sinh đạt được, đó là tư duy giải quyết vấn đề. Điều tuyệt vời nhất và đọng lại lâu dài nhất của sự giáo dục đó là dạy con người cách suy nghĩ và cụ thể hơn là tư duy giải quyết vấn đề. Ra kết quả đúng cho môn toán không quan trọng bằng việc người đó đã tư duy để ra được đáp án cho vấn đề như thế nào. Tương tự như vậy với môn lý, môn hóa và lên cao hơn là các môn trong trường đại học. Đúng vậy, cái mà tôi muốn nói ở đây chính là học đại học sẽ dạy bạn cách tư duy, đó là thứ mà không phải tự học và thực hành sẽ đạt được. Biết làm không phải là biết giải quyết vấn đề. Khi nói về tự học, nhất là trong mảng công nghệ thông tin gọi tắt là IT, nhiều bạn đang nhầm lẫn rằng mọi thứ trong IT chỉ xoay quanh lập trình phần mềm, viết web, xử lý an ninh mạng. Mọi người sẽ lên Internet chọn một ngôn ngữ để học như Java chẳng hạn, coi video, tìm tài liệu tự học, tự cài phần mềm và tự viết code. Khi người đó đã tự viết cho mình thuần thục ngôn ngữ lập trình đó hay là đã tự làm được 4 đến 5 website cho bản thân, vậy là xong, anh ta đã trở thành một dân IT. Mọi người thích học IT vì nó là ngành hot, dễ kiếm tiền, ra trường chỉ việc ngồi lập trình, xây website là xong. Và đó là một sự hiểu nhầm tai hại cho việc học IT. Học IT không phải chỉ là ngồi gõ máy tính, viết phần mềm. Học IT là để biết cách dùng công nghệ thông tin để giải quyết vấn đề trong kinh doanh và một trong những cách đó là lập trình. Lập trình không phải là tất cả. Một nhân viên IT kỳ cựu đã chia sẻ với mình rằng giải pháp IT tốt nhất là giải pháp mà không cần phải viết một dòng code nào mà vẫn giải quyết được vấn đề. Dùng công nghệ thông tin để giải quyết vấn đề, đó là bản chất của ngành IT. Và để biết làm thế nào dùng công nghệ, ta phải dùng tư duy. Hơn một nửa thời gian bạn sẽ dùng để hiểu rốt cuộc yêu cầu của người dùng là gì và làm sao để giải quyết được vấn đề đó. Viết code và chạy thử chỉ là giai đoạn cuối cùng. Nếu một người chỉ biết code mà không hiểu được rằng phần mềm hay là website của mình có đáp ứng được nhu cầu của người dùng hay không, thì anh ấy cũng vô dụng như một người không biết lập trình. Và lúc đó dân IT sẽ hiểu rằng anh ta cần biết nhiều hơn là code.
anh ấy biết cần hiểu về doanh nghiệp, cần hiểu về tâm lý hành vi con người để thiết kế giao diện hoặc phần mềm. Anh ấy cần có đầu óc logic, anh ấy cần biết các công cụ khác nhau để có thể dùng để giải quyết vấn đề. Những điều này, anh ấy hầu như sẽ không có nếu chỉ tự học online. Đi học đại học là để học sâu hơn vào tư duy, là để được dùng các công cụ khác nhau và hiểu cách dùng chúng để xử lý từng tình huống. Đi học đại học là để làm nhóm và qua các bài tập nhóm đó, sinh viên hiểu được những loại người khác nhau, cách xử lý các rắc rối do bạn bè trong nhóm gây ra, cách thuyết phục người khác. Những siêu nhân có thể một mình tự viết phần mềm hoặc tự mình nghĩ ra giải pháp cho công ty chỉ xuất hiện trên phim mà thôi. Bạn có thể nói rằng các công cụ hay chương trình dạy hay là bài tập giao trong trường không có thực tế, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không bổ ích. Hãy xem các ví dụ trong bóng đá. Đây, hình Messi, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trên hành tinh đang luyện tập trên sân. Anh ấy dắt bóng qua những cây cột bất động. Không chỉ Messi, bất cứ cầu thủ nào cũng phải tập những bài tập cơ bản này. Rõ ràng, những bài tập này không hề thực tế so với những gì xảy ra trên sân. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng các bài tập đó không hữu ích. Nó rèn luyện các cầu thủ quen với động tác, quen với bóng, quen với tình huống. Và khi đã quen với các kỹ năng cơ bản, Messi có thể cọ sát với thực tế và nâng cao kỹ năng của mình hơn. Đi học đại học cũng như vậy. Đó là nơi để một người rèn giũa các kỹ năng tư duy cơ bản của mình. Ở trường đại học có tất cả những thứ cần thiết để giúp một người nâng cao tư duy của bản thân, như có các giáo sư để hỏi chuyện, có sách vở, có hệ thống máy tính để tìm hiểu thêm, có cơ hội để áp dụng tư duy trong lúc làm bài tập nhóm, có cơ hội để tham gia các buổi nói chuyện với doanh nghiệp. Tất cả những điều đó sẽ giúp người học nâng cao tư duy trong ngành, thậm chí là ngoài ngành. Nếu học về tài chính thì đó là tư duy tài chính, đó là mảng logistics thì là tư duy trong logistics. Khi đã có các kỹ năng cơ bản rồi, sinh viên đi làm sẽ học lên rất nhanh. Nếu bạn đang làm trong doanh nghiệp và tuyển nhân viên sale, bạn sẽ thấy sự khác biệt rất lớn giữa người không có học về sale nhưng có kinh nghiệm và người chưa có kinh nghiệm nhưng lại học đàng hoàng về sale. Người chưa có kinh nghiệm có thể khởi đầu công việc rất chậm so với người có kinh nghiệm, nhưng những tư duy được dạy trên trường sẽ giúp người đó học hỏi nhanh, lên kinh nghiệm nhanh và hẳn sẽ làm tốt hơn người có kinh nghiệm lâu năm. Bởi vì khi đã có tư duy giải quyết vấn đề thì dù có gặp tình huống mới, người có tư duy cũng sẽ tìm ra được cách giải quyết vấn đề. Còn người chỉ có kinh nghiệm thì anh ta chỉ cố gắng giải quyết dựa trên kinh nghiệm chứ không có suy nghĩ hệ thống. Tuy vậy, điều này không nói rằng tự học bên ngoài là vô bổ. Bản thân mình cũng tự học thêm bên ngoài và đã viết bài giới thiệu các khóa học. Mình thấy rằng tự học bên ngoài là để bổ sung thêm cho những gì bạn học trên trường chứ không thể thay thế được. Những khóa học tự học sẽ giúp bạn có góc nhìn mới về ngành mình đang học, hiểu biết thêm về bên ngoài, rèn luyện tính tự lập. Nhưng như vậy không đủ để thay thế nền giáo dục có hệ thống. Học đại học để có góc nhìn tổng thể. Mình sẽ lấy ví dụ trong mảng marketing. Học marketing là để giải quyết vấn đề của công ty qua các chiến dịch marketing. Nếu như dân marketing chỉ chăm chăm lo mảng marketing mà không quan tâm xem công việc marketing đó ảnh hưởng lên toàn bộ công ty ra sao, thì người đó nếu không gây ra rắc rối cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Nếu bạn chạy một chiến dịch marketing trên Facebook với lượt reach đến hàng triệu người so với lần tương tác là hàng trăm ngàn, nhưng doanh số thu về không đạt được mục tiêu đề ra thì nó vẫn là một thất bại. Dù bạn có biện hộ rằng chiến dịch đã đạt được hầu hết các mục tiêu marketing đề ra, và nếu bạn nói rằng, ồ, bán không được là vấn đề của phòng sale, chúng tôi chạy marketing miễn đạt được chỉ tiêu đề ra là được. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Phòng marketing vẫn hoạt động bình thường và công ty vẫn tiếp tục thua lỗ, rồi dần chẳng còn phòng ban nào hoạt động cả. Một công ty là một hệ thống phức tạp và đòi hỏi mọi thứ phải tương tác hài hòa với nhau. Website của công ty được tạo bởi phòng IT và được dùng trong các phòng ban khác. Hệ thống kế toán của công ty phải tương thích với hệ thống tài chính của phòng tài chính. Phòng marketing phải phối hợp với phòng sale chứ không thể thần ai nấy lo. Chúng ta hay nói về Mark Zuckerberg với Facebook, hay là Larry Page và Sergey Brin với Google, hoặc là Jack Ma và Alibaba như họ một mình gây nên cơ nghiệp. Thực tế, tài năng của Mark Zuckerberg, Larry Page hay là Jack Ma nằm ở chỗ họ đã tổ chức một đội ngũ mạnh, họ có thể chạy chân chu với nhau để đưa công ty đi lên. Cái thành công của Mark không phải là đã viết ra được Facebook, vì ý tưởng đó rất dễ dàng bị sao chép. Cái thành công của Mark là đã tập hợp được những người có thể làm việc được với nhau để đưa Facebook lên tầm cao mới. Mark đã tập hợp được những dân tài chính xuất sắc biết làm việc chung với dân marketing. Mark có đội ngũ kỹ sư IT tài ba biết làm việc chung với đội ngũ luật sư để giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến lưu trữ thông tin cá nhân. Mark có đội ngũ quản lý nhân sự biết làm việc với các phòng ban khác nhau để tìm hiểu xem họ đang muốn tuyển người như thế nào, hay là để đưa ra các chính sách tuyển người phù hợp với các phòng ban khác nhau. Chính cái bộ máy chạy chân chu và hài hòa đó đã đưa Facebook thành đế chế công nghệ toàn cầu như hiện nay, chứ không phải chỉ là ý tưởng Facebook. Nếu bạn chỉ tự học online và đi làm thì bạn khó có thể hiểu được điều đó. Ngược lại, nếu bạn học đại học đàng hoàng thì bạn sẽ hiểu được những bộ phận khác nhau trong công ty đóng vai trò gì.
các yếu tố bên ngoài tác động tới công ty như thế nào và quan trọng hơn, làm sao để các bộ phận đó chạy chân chu với nhau và thích nghi được với yếu tố bên ngoài. Đó là lý do sinh viên kế toán phải học kinh tế vi mô, vĩ mô, sinh viên tài chính phải học về kế toán, còn sinh viên ngành quản trị thì phải học cơ bản về chuỗi cung ứng. Việc học những mảng khác nhau của doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên hiểu được vấn đề của doanh nghiệp, nhìn từ góc nhìn của doanh nghiệp. Góc nhìn này rất khác với góc nhìn thông thường. Thường nếu bạn tự học, bạn sẽ chỉ hiểu được kiến thức chuyên sâu và nâng cao kỹ năng chuyên môn về ngành của mình, nhưng bạn khó có thể có được góc nhìn tổng thể về toàn bộ quy trình kinh doanh. Học đại học không vô dụng. Về phía bản thân, kết luận từ trải nghiệm học của riêng mình là đại học không hề vô dụng, thậm chí rất hữu ích và không thể bị thay thế bằng tự học thêm bên ngoài, ít nhất là hiện giờ. Các công cụ lúc mình đi làm có thể mới mẻ, nhưng những tư duy mình được dạy lúc còn đi học đã giúp mình hiểu vấn đề và cách dùng các công cụ đó rất nhanh. Từ các đàn anh, đàn chị trong công ty, mình nhận thấy rằng việc có nhiều mô hình tư duy và biết cách dùng các công cụ khác nhau cho các tình huống khác nhau rất quan trọng. Cùng một vấn đề, nhưng khi trình bày cho sếp thì người có kinh nghiệm sẽ biết là dùng công cụ A, còn giải thích cho người ở phòng ban khác họ dùng công cụ B, và để nói chuyện nội bộ họ dùng công cụ C. Điều đó đảm bảo tất cả người nghe khác nhau có thể hiểu được vấn đề thông qua các cách khác nhau, và từ đó họ có thể phối hợp được tốt với nhau trong công việc. Và đó chỉ là phiên bản đời thực của làm việc nhóm trên trường. Chẳng phải mục đích cuối cùng của việc thuyết trình nhóm là để làm sao cho người nghe có thể hiểu được nhóm bạn đang nói cái gì và có đúng yêu cầu không hay sao? Còn việc tự học thêm vẫn là một điều cần thiết, bởi vì tự học trên trường đại học là không đủ. Việc tự học thêm sẽ giúp mình đào sâu vào chuyên môn và có các kỹ năng rất cần thiết lúc đi làm. Nói thêm một chút, bản thân mình có tự học thêm sâu về Excel và thấy nó được ứng dụng rất nhiều trong công sở. Nếu bạn thực sự dành về Excel, cuộc sống của bạn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Trên đây là quan điểm đến từ trải nghiệm của tác giả Husky Wannafly. Nếu các bạn có các trải nghiệm tương tự hay là khác thì hãy comment ở bên dưới để chúng mình cùng nhau chia sẻ nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và xin chào và hẹn gặp lại. Peace!